anh em nhá. Hôm nay chúng em rất hân hạnh được lên chỗ nhà anh Hậu ở Mê Linh, Vĩnh Phúc. Đây, nhà anh Hậu rất là to, rất là rộng nhá. Để cùng set up bộ giảm thanh là GH1800 đánh với con đẩy X28 rất là công lực và mạnh mẽ khủng bố. Xin mời các bác cùng vào trong nhá. Chúng em đã xuống hàng xong. Xin mời các bác vào đây ạ. Không gian nhà anh Hậu rất là đẹp. Bài xong rồi chúng em sẽ test hàng, các bác hãy chờ đón trong giây lát nhá. Có mỗi khoan đâu. Bạn được tôi khổng luôn cái kia đi nhỉ. Đặt tập hộp các bác nhá. Ai chú mày ơi. Chú ơi. Đó, đấy đúng rồi. Anh em chúng em đã set up xong cho gia đình nhà anh Hậu bộ dàn combo SH1800 và giờ cũng là buổi trưa rồi. Anh em chúng em xin phép gia đình và về công ty và xin chào các bác và hẹn các bác vào những video tiếp theo.